Hello mấy anh em nha. Thì lâu quá mình chưa có quay vlog nào cho anh em xem. Ở sang tiện hôm nay có về sớm này, mình chuẩn bị trôi mấy con nhỏ đấy, đá banh về đây nè anh em. Đó. Giờ mình hú vô mình quay trôi nó nha. Đó, giờ mình đã chuẩn bị được ba cái thau. Mình bỏ tiền vô cho tụi nó chụp. Đó. Xong tới cái thau này mình đã chuẩn bị một cái bẫy cướp bò rồi đó. Lát tao đó cho nó dành nó chụp bẫy cướp bò chính chắn thì bạn đố xem nha. Giờ mình ra mình rủ mấy nó ra cho. Ơi vô đây anh làm này nào được lấy tiền nè, nhanh lên vô đây, vô hết luôn đây, nhanh lên lấy tiền, lấy tiền nhanh lên. Hey vô đây. Đó, giờ có bạn em mình tới đây nè. Giờ mình cho nó chụp tiền không? Đó, bỏ tiền vô bốn hũ này nào, nào chụp được đó lấy. Giờ bố mày bu lại đúng không? Anh dỡ lên nào chụp được là đó lấy tiền nha. Nha, mở mắt. Mở mắt. Không cần che nha. Rồi từ từ. Khánh Khánh về manh Khánh. Về manh, cầm đây. Trên tay vô, ấy tay vô. Không. Khùng mày. Ở tay vô. Giờ bỏ 50 luôn mày đó. Không, không, 20. 20 thôi. Mày nhắm mắt lại. Nhắm mày nhắm nhắm mắt lại chụp với hai anh thôi. Không, 20 thôi. Là 50. 20 thôi. 20 thôi. 20 thôi. Rồi, tiên. Anh tao. Vô. Em hãy được 1.000 luôn, trời. Ờ, đã. Vô phải quá. Bạn này mà có 5.000 đâu. Bọc tiền vô quần đi. Đó. Ồ, mày ơi. Khủng rồi ba. 20.000 thôi, tôi không nào có nào lấy được. Hôm nay nhìn thấy nè. Để lấy nào. Lấy có người lấy đi, mình có 2.000 đâu có tiền đâu. Khủng quá. Cứt bò này nằm đây đâu lên đây mình cứt bò. 20.000 mà chơi. Nãy giờ nào chưa có tiền. Em chưa có tiền. 20.000 mới chơi nè. Khom vô, khom vô. Khom vô. Không vô. Để tao bóc mưa cầu. Một phải. Một phải. Một phải. Một phải. Một phải. Một phải. Anh em mày dính tay cướp bò. Đưa tay à, đưa tay à, đưa tay à.
Thanh niên bị dính bãi cước bò. Anh lấy không được 1.000 nào. Đào đi đó anh đi. Anh em thấy hay like subscribe kênh cho tôi nha, ủng hộ tôi nha. Sẽ có video tiếp theo cho anh em xem.